chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Trần Hoàng Việt. Anh em thấy mình có quả filter ngô loài không? Rồi, mà không để anh em chờ lâu nữa. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em về gói BB tỷ phú đặc biệt tháng 3. Đấy. Đâu rồi? 300 FC anh em nhé. Và nếu anh em đang lăn tăn không biết là nên mua gói tỷ phú BB tháng 5 hay là gói BB đặc biệt tháng 5 thì anh em hãy xem cả hai video của mình để có một sự lựa chọn chuẩn xác. Rồi, ngay lập tức thì mình sẽ vào mua luôn 3 gói, định mua 4 gói nhưng mà hết tiền. Hay là chơi lớn nhỉ? Hay là mình chơi lớn luôn anh em ạ. Mình chơi lớn, mình mua 4 gói luôn cho anh em đi cho nó mát đi. Đằng nào cũng mất tiền. Mình sẽ lấy một mã 50 SMS Mobifone tương với lại 80.000. À quên, 80 FC. À, rồi mình nhập vào số Mobifone con. Mình vào. Đấy, anh em nhớ là mã SMS Mobifone thanh toán chỉ mất có 36.000 thôi anh em nhé. 36.000 đổi 80 FC. Nếu mà anh em nào chưa biết, vào nạp thẻ từ FIFA 4 vào SMS Mobifone, anh em vào cái mã đấy, xử lý thanh toán, anh em copy cái mã này và điền vào web của mình anh em nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ chờ đợi để lấy FC. Uầy, quá là nhanh luôn anh em ạ. Rồi, quất thẳng 4 gói cho anh em. Đấy, quá là đầu tư luôn ạ. Mua. Sợ. Rồi, vào luôn nha anh em. Trước tiên thì mình sẽ lọc bớt thẻ BB đi đã. À, không có cái thẻ BB nào. Đây, mình lọc bớt thẻ BB đi đã. Ok, rồi. Gói tỷ phú mua tỷ phú BB đặc biệt tháng 5. Let's go. Quay lâu ấn. Mở 10. Lên. Đây, từ ngày nó thay đổi sang cái giao diện này thì có thể thấy là mình xem dễ hơn hẳn anh em ạ. Uầy, 10 phát đầu cùi vãi. Chưa thấy có cái tín hiệu nào nó khả quan anh em ơi. Như vậy là tỷ lệ nhá. Đấy, mình cho anh em xem tỷ lệ gần như là toàn ra cái thẻ 50 với lại 1B thôi. Chưa thấy, uầy. Còn có 4 phát thôi anh em ạ. Toàn rồi. Ui ơi, hỏng hỏng hỏng. Nhân phẩm lần này của mình có vẻ khá là chuối anh em ạ. Như vậy là mình đang có 14,5 tỷ BB anh em nhé. Vào cái 1,4. Hỏng rồi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, tôi chết rồi. Chết rồi anh em ạ. Thằng ơi. Như vậy là 1200 FC. 1200 FC mà mình mới đổi lại được có 6 tỷ BB. Khá là khoai anh em ạ. Tỷ lệ hơi thấp. Ok, rồi. Và nếu anh em có nhu cầu nạp FC BB ở bên mình thì có thể liên hệ với số điện thoại mình để ngay ở đây, hoặc là anh em có thể add Zalo của mình anh em nhé. Zalo hoặc Facebook đều được. Rồi. Và xin chào. Nếu anh em muốn mình review cái gói nào thì hãy nhớ comment ở ngay bài viết này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.